Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm sao để dạy cho các bé biết tên gọi của mình. Thì tên gọi là một phần rất là quan trọng để gắn kết giữa bạn và chú chó của bạn. Thì cái phần dạy tên này nó sẽ bao gồm 3 bước. Đầu tiên đó là các bạn hãy chuẩn bị thức ăn như vậy. Sau đó các bạn sẽ để vào miệng của bé nhưng mà không cho bé ăn. Đó, nó sẽ cầm như vậy. Đấy, cho bé nhấm nháp nhưng mà không cho bé ăn. Sau đó bắt đầu từ từ điều hướng cái thức ăn về phía mặt của các bạn. Sau đó bạn hô tên của bé. Đâu? Đó, bạn cho bé. Tiếp theo lại lặp lại như vậy nha. Cứ đưa sang một bên. Đó, để cho bé. Và cho bé nhấm nháp nhưng không cho bé ăn. Sau đó lại từ từ và điều hướng. Điều hướng về phía khuôn mặt của bạn. Đâu? Đâu? Đó, khi bé nó bắt nhìn vào khuôn mặt của bạn thì hãy nhả món đồ ăn ra cho bé ăn. Đó, đó là bước 1. Cái bước 1 này các bạn hãy lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến khi các bé bắt đầu quen được với cái sự điều hướng. Đã, điều hướng đến khuôn mặt nha. Gấu, gấu, gấu. Đó, các bạn để thức ăn kéo về phía mặt, hô tên của bạn, các bé. Gấu. Đó, cứ điều hướng như vậy. Khi mà các bé đã quen với điều hướng thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái bước thứ hai cao hơn và khó hơn. Các bạn hãy để thức ăn sang một bên. Sau đó không cần điều hướng nữa mà hãy hô tên gọi của bé. Các bạn nên nhớ là cái bước này sẽ cần mất rất là nhiều thời gian để các bé quen. Mình đã mất khoảng tầm 4 đến 5 ngày để cho gấu nó quen với cái tên gọi. Nên các bạn đừng có vội vàng. Đâu? Đó. Khi bé đã nhìn sang bạn thì lúc đó mới nhả món đồ ăn. Và lưu ý là khi các bạn để tay bên này thì các bạn hô tên của các bé là gấu. Và khi bé nhìn các bạn thì các bạn hãy đưa ngay trước mặt để cho ăn. Chứ đừng có đưa sang một bên mà cho ăn nha. Hãy đưa trước mặt hướng sự chú ý của bé về mặt của các bạn. Gấu. Các bạn thấy như bé nhà mình thì nghe tên gấu thì đã phản ứng quay sang nhìn. Như vậy là bé đã biết được tên gọi của mình là gấu rồi. Đấy, bạn cứ đưa sau lên như vậy cho bé nhận nhá. Chưa gọi tên không? Chưa gọi tên. Đâu? Đó, bạn thấy ngay khi mình gọi thì nó đã quay sang nhìn mình. Thì lúc đó là nó đã biết được tên của nó rồi. Đó là bước thứ hai nha. Và cái bước thứ ba đó là giúp cho các bé phân biệt được giữa tên gọi của mình với một cái tên gọi khác. Ví dụ như bạn đưa đồ ăn như vậy nhưng không cho bé ăn. No. Đó, các bạn đưa như vậy. Nếu bé có biểu hiện mà đó vô tới để lấy thức ăn, các bạn hãy bịt che cái món cho bé ăn. No. Su. Không cho bé ăn. Lu. Nu. Gấu. Đó, các bạn cho bé ăn. Hô đúng tên gọi thì cho bé ăn nha. Su. Gấu. Gấu. Đó. Khi các bé nhìn vào bạn và ngay lập tức cho bé ăn. Và lưu ý là cái việc mà dạy tên cho các bé sẽ mất rất là nhiều thời gian để cho các bé quen với cái tên gọi của mình. Nên là hãy kiên nhẫn trong vòng khoảng từ 1 đến 2 tuần thì lúc đó các bé mỗi bạn mới biết tên. Và cứ lặp lại bước 1 trong vòng vài ngày, sau đó lại tăng lên bước 2 trong vòng vài ngày. Chứ đừng có vội vàng mà dạy trong một buổi học thì các bé sẽ không thể nào mà tiếp thu được đâu. Đó là 3 bước để dạy cho các bé biết cái tên gọi của mình. Và các bạn lưu ý là tên gọi là một thứ rất là quan trọng và là cái yếu tố đầu tiên, cái tiếng đầu tiên các bạn cần phải dạy cho các bé. Ok, và mình sẽ quay trở lại trong buổi học tiếp theo với những cái bài học khác. Các bạn hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào tạm biệt.